Ok, mình xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình làm một cái video làm về phần mềm chút xíu ha. Thì ở đây mình đang sử dụng một con máy Xiaomi 13T Pro. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cài một cái app gọi là quay phim chuyên nghiệp. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn ha. Thì cái nhất thì mọi người hãy vô cho mình là cửa hàng Play. Và mọi người hãy gọi cho mình là Filmic Pro. Và ở đây nó sẽ kêu mình là, thì ở đây nó bắt mình là, bình thường là ở trên cái app này là các bạn phải mua rồi đúng không? Và bây giờ hiện tại là app này là sẽ được tải xuống ha. Và bây giờ mình sẽ đã mua app và bắt đầu mua tiếp để sử dụng. Thì cứ kệ đi, mình cứ quan trọng mấy cái bình luận này đâu. Thì cái dung lượng nó là 55MB, thì mình cứ tải xuống thôi. Thì các bạn phải tải cho mình là Filmic Pro Mobile Scene Camera ha. Thì ở đây là cái app mà dành cho người mà muốn dùng để quay phim chuyên nghiệp. Và bây giờ các bạn bật app này thôi và mở ra. Và các bạn bấm vô cho mình là Get Started ha. Get Started. Và các bạn hãy bấm vô Access All và bấm này Continue. Ok. Và lúc này nó bắt mình mua đúng không? Thì mình cứ bỏ qua ha. Mình cứ bỏ qua. Mình thấy cái chỗ dấu nhân là dấu ít này nè. Các bạn bấm vô. Và mình bấm vô Skip. Và bây giờ các bạn hãy click vô cho mình hai cái phần này ha. Mẹ mình bật lên Location nè, thì ở đây là mình có cái định dạng để mình dùng. Rồi sau đó mình bấm vô Continue. Và sau đó là mình sử dụng. Và mình sử dụng là trong khi dùng ứng dụng ha. Trong khi dùng ứng dụng. Và bây giờ mình sẽ ra ngoài mình test thử cho các bạn xem cái hình ảnh mà mình quay lại từ cái app Filmic Pro ha. Và bây giờ mình sẽ ra ngoài mình quay thử cái cây cảnh nào đó. Mình sẽ sử dụng cái cây cảnh ở bên này đi. Và bây giờ mình sẽ trong khi sử dụng ha, mình chưa trong khi sử dụng ứng dụng và sử dụng cho phép, để cho phép luôn. Và mình cứ bấm vô mình này xong và mình xoay ra màn hình thôi đó. Thì chất lượng cũng rất là nét ha. Đó thì đây là dung lượng 2K. Thì đây mình bấm vô mình quay thôi đó. Thì ở đây là mình đang quay nè đó, mình đang quay nè, chất lượng cũng rất là rõ. Rất ok mà. Đó. Thay vì các bạn thấy thì mình đang test thử cho mọi người xem cái hình ảnh mà mình đang test ở trên cái app Filmic Pro ha. Mình đang sử dụng app Filmic Pro để mình quay lại. Và mình đang quay lại màn hình cho mọi người xem ha. Đó. Thì đây bây giờ mình sẽ vô nhà lại và mình sẽ xem lại cái app này là quay sao. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu vô lại để xem lại cái hình ảnh mà mình quay lại từ cái app Filmic Pro ha. Mình sử dụng app Filmic Pro để mình làm livestream đó. Và bây giờ các bạn hãy vô mình xem lại cái video đó. Đó thì ở đây là mình đang quay nè. Đó thì đây là cái toàn cảnh, thì đây là cái hình ảnh mà mình quay từ cái app Filmic Pro. Thì thay vì các bạn sử dụng app Filmic Pro thì các bạn sử dụng cái app này cũng được đó. Và các bạn đỡ mua vì là app này nó có tính năng dành cho miễn phí cho anh em rồi đó. Thì quay phim được bao nhiêu thì cứ quay bao nhiêu thôi đó. Thì tôi đang sử dụng là app Filmic Pro để tôi làm ha, rồi để tôi quay lại thì nó cho ra độ phân giải như thế này, thì không có chuyện là lo được nhiều đó. Thì bây giờ tôi sẽ vô lại tiếp. Và bây giờ mình sẽ vô cài đặt luôn ha. Thì ở đây nó sẽ có cái chế độ gọi là video nè, handware nè, và gọi là sử dụng DCI Osmo nè, selecting nè, rồi keyboard control nè. Rồi ok. Và mình sẽ bật cái này lên là chống rung. Và ở đây nó sẽ kêu là mình cứ chọn nha ha. OIS với AES cộng với cái này lại là ok. Đó, mình gọi là chống rung này ha. Ở đây mình chọn là chống rung đi. Ok. Thôi, mình đã có cái định dạng là OIS rồi. Đó, và mình sẽ sử dụng là CM. Đó, thì ở đây là cái CM về internet
Đó, đây là cái định dạng cái file của mình ghi lại là được 4 GB. Đó, thì mình cứ tắt này ha, quan trọng gì đâu, là cái này gọi là cái gì đó, sawtooth là cái con chỏ, để mình chọn vô mình quay. Đó, thì bây giờ mình đã có một cái app gọi là Filmic Pro để quay phim và chụp hình. Đó, câu chuyện này là mình kết nối được cái wifi vô luôn ha. Đó, ở đây mình sử dụng remote control hoặc là mình sử dụng cái gì đó, thì ở đây là remote control, là mình sử dụng cái gimbal hay sao đó, thì thôi mình cứ tải về, chủ ý là mình xài thôi, không có phải là bị cái gì đâu. Đó, mình có thể bật cái này lên nè, làm thành cái máy ảnh nè, đó mình chuyển qua cái định dạng khác cũng vậy luôn, đó vẫn bình thường ha. Đó, rất là đẹp, và mình cứ chỉnh vô được nhiều đó nè, chỉnh độ mờ nè, vẫn bình thường ha. Đó, rất là ok luôn ha. Thay vì là mình sử dụng app này là mình quay phim, và mình thay thế là cái app camera điện thoại của mình cũng được. Đó, cũng rất là hay ha. Đó, thì mình quay chút xíu cho mọi người xem thử, cho mọi người biết được là cái này bên này là chỉnh độ sáng nè, đây này là chỉnh độ sáng nè, còn cái này là chỉnh độ mờ nè, độ nét nè, rồi FN là cái gì, à đây là khung hình, rồi cái này là ADUB gì đó, nó cũng hay. Đó, hai interface nè, cũng rất là hay ha. Đó, thì cái phần mềm này nó cũng rất là thông dụng mà nó cũng rất là hay thôi. Đó, thì các bạn muốn sử dụng để làm cái gì đó thì quan trọng nhất là mình quay lại, chủ yếu là để mình hướng mình sẽ mốt gì mình cứ quay thôi. Đó, thì ở đây mình có thể chỉnh độ phân giải cũng được, độ phân giải là bao nhiêu gì đó, nên quan trọng là cái độ phân giải của mình là mình quay lại được là nhiêu thôi. Đó, thì 4K mặc định là cứ để 4K đi. Đó, nó quan trọng gì đâu. Đó, cái này là mình chỉnh được cái này thôi. Đó, bây giờ mình chỉnh xuống nè, ISO nè, dung lượng nè, cái này là đó, nó tự động nó chuyển luôn ha, rất là hay. Đó, có cái độ phân giải ISO native này đó, nó cũng rất là hay ha. Đó, đó mình có thể ẩn đây cũng được, hoặc là mình cứ để kiểu này cũng được, không sao. Đó, quan trọng là gì đâu. Đó, đây là cái file này mình quay nè, 4K nè, 624 fps nè. Rồi các bạn muốn Safari đi thì các bạn cứ đơn giản thôi, các bạn ấn vô đây nó xoáy cho mình, chọn cái video nào đó. Đó, thì ở rồi, đây là okay. Mình đang quay thì này. Lúc anh em xem xong thì anh em cứ xóa đi. Đó, đây là cái app mình sử dụng mà cho phép Filmic Pro, thì mình cứ xóa thôi, đó là quan trọng thôi. Đó, bình thường mà. Đó, rồi cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, thì mọi người nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để cho tôi có cái động lực để tôi ra được những cái video tiếp theo để mình làm tiếp cho mọi người xem. Đó, thì cái phần mềm này là một cái phần mềm cũng rất là thông dụng, giúp cho tôi quay phim cũng ok. Đó, thì ok, thay vì là mình sử dụng Filmic Pro thì là mình cứ sử dụng cái app camera thường. Đó, mình thay thế cho cái app Filmic Pro, nó sẽ thay thế cho cái app camera thường ha. Đó, thì bình thường ha. Đó, thì cái này nó cũng giống rung rồi, và các bạn sử dụng app Filmic Pro nữa là ok. Đó, nó cũng rất là hay luôn. Đó, thì thôi ha, thì cảm ơn tất cả mọi người nhiều, bye bye mọi người nhé, chúc mọi người thành công.